Một hôm, bác sư tử kêu gọi tổ chức cuộc thi chọn con vật tài giỏi để vinh danh vào cuốn kỷ lục rừng xanh. Mình phải đi thông báo cuộc thi tài cho muôn loài thôi. Động vật từ khắp nơi háo hức kéo về tham dự. Tôi sẽ quyết tâm chiến thắng. Voi châu Phi tự tin. Tớ là con vật nặng nhất trong khu rừng này. Voi giỏi quá. Nó lấy hết sức nhảy lên mặt đất đúng thẳng xuống, tạo thành một hố sâu. Thấy vậy, hươu cao cổ vội vàng lên tiếng. Còn tớ có cái cổ dài, đó là dài. Tớ cao bằng cả ngôi nhà cơ đấy. Các bạn có biết tớ cao bằng ngôi nhà đấy? Cậu có thể chạy nhanh bằng ô tô giống tớ không? Báo tự tin nói. Vậy các bạn có biết ai nhảy xa nhất không? Chính là kangaroo tớ đây. Kangaroo nói xong liền bật nhảy. Các con vật xì xào bàn tán rầm rang cả khu rừng, ai cũng có đỉnh mạnh, xứng đáng vinh danh. Bác sư tử ơi, hãy trao giải cho cháu mới đúng ạ. Cuối cùng, bác sư tử quyết định phong tặng các danh hiệu sau. Cân nặng là voi châu Phi, cao nhất là hươu cao cổ, chạy nhanh nhất là báo, nhảy xa nhất là kangaroo. Ôi, cuộc thi thật vui!